Hội thảo khoa học nâng cao kiến thức dinh dưỡng miễn dịch người lớn do Bộ Y tế cùng với Công ty Cổ phần Sữa Vita Dairy Việt Nam phối hợp tổ chức diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 500 y bác sĩ đầu ngành cùng các cán bộ y tế khối cơ sở, mang đến nhiều kiến thức cập nhật và hữu ích nhất về các vấn đề sức khỏe của người lớn tuổi. Lão hóa miễn dịch khiến khả năng chống đỡ bệnh tật giảm, dễ mắc bệnh do nhiễm khuẩn, nhiễm virus và giảm khả năng hồi phục khi mắc bệnh. Thậm chí lão hóa miễn dịch còn có thể dẫn đến ung thư, bệnh tim và các tình trạng sức khỏe khác liên quan đến tuổi tác và làm giảm hiệu quả của vaccine như vaccine COVID-19. Chính vì vậy, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe và tăng cường miễn dịch cho người lớn tuổi trong giai đoạn này lại càng quan trọng. Miễn dịch sẽ đi cùng với con người ta kể từ khi sinh ra cho tới khi chúng ta chết đi. Do vậy, nó quan trọng khi chúng ta trẻ mới sinh ra và cũng quan trọng khi chúng ta đã cao tuổi lên. Chúng tôi đã thành công ở phân khúc miễn dịch đối với trẻ em, bổ sung những hoạt tính dinh dưỡng miễn dịch vào trong sản phẩm dinh dưỡng đối với trẻ em. Và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục đối với lớp người cao tuổi, đó là mang đến cho họ những sản phẩm về tăng cường miễn dịch khi mà hệ miễn dịch đã bắt đầu lão hóa. Hệ hai dưỡng chất mà có thể hỗ trợ được cái việc kiểm soát mỡ máu và tăng cường lưu thông máu, đó là thành phần sterol ester và thành phần natokina. Thì khi mà phối hợp hai cái thành phần này thì sẽ giúp kiểm soát cái thành phần cholesterol xấu ở trong máu, đồng thời hỗ trợ lưu thông máu, thì hướng đến là bảo vệ hệ tim mạch, phòng ngừa những cái bệnh lý tim mạch như là mỡ máu cao hay là tăng huyết áp, để từ đó mà chúng ta có một cái hệ tim mạch khỏe mạnh. Vita Dairy đã ứng dụng và nghiên cứu thành công sữa non Colos IGG 24 giờ vào sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn tuổi Calosure America, giúp hỗ trợ tăng cường miễn dịch, giảm mệt mỏi và phục hồi sức khỏe.